Thưa quý vị và các bạn, theo các ngành chức năng, vào thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán thì tội phạm trộm cắp cướp giật lại có chiều hướng gia tăng. Chúng thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để gây án. Chính vì vậy, Công an thành phố, các đơn vị địa phương đã tăng cường lực lượng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm này. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình nội chính kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Sau 4 ngày tích cực vào cuộc truy xét, vào ngày 13 tháng 1 vừa qua, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố bắt giữ hai đối tượng gồm Lê Ngọc N, 27 tuổi, trú tại Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và Trần Văn Hờ, 18 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Liên Chiểu. Theo thông tin từ ngành chức năng, vào ngày 9 tháng 1, một người dân trú tại quận Cẩm Lệ bị hai thanh niên sau khi lấy cớ hỏi mua điện thoại đã dùng gạch tấn công cướp tài sản là một điện thoại iPhone trị giá gần 20 triệu đồng. Nhờ áp dụng kịp thời, đồng bộ, các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13 tháng 1, hai đối tượng này đã bị Công an quận Liên Chiểu bắt giữ khi đang chuẩn bị thực hiện tiếp một vụ cướp tài sản khác. Hiện Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tiếp đó, ngày 14 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã bắt giữ Nguyễn Anh Thờ, sinh năm 1992, và Chế Văn Quy, sinh năm 1984, đều trú tại quận Thanh Khê để làm rõ nhiều vụ đập kính xe ô tô nhằm trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, cuối tháng 11 năm 2021, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ đập kính ô tô để trộm tài sản bên trong. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp Công an các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn tiến hành ra soát và xác định Nguyễn Anh Thờ là đối tượng nghi vấn. Theo khai nhận, khi phát hiện các ô tô đậu ở những tuyến đường vắng vẻ không có người trông coi, đối tượng này đã dùng các vật dụng mang theo như là xà beng, cây gỗ để đập kính xe nhằm lấy tài sản bên trong. Thờ còn rủ anh rể là Chế Văn Quy đi đập kính xe của một người dân ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, lấy trộm một máy tính xách tay. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đang tiếp tục tiến hành đấu tranh mở rộng, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Đó là những vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ trong thời gian gần đây. Trên cơ sở nắm bắt quy luật của tội phạm trộm cắp, cướp giật như thời gian, địa điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động, các đơn vị công an đã tấn công trấn áp mọi loại tội phạm này với tinh thần quyết tâm không khoan nhượng. Thời gian vừa qua thì trên địa bàn quận nổi lên một số tội phạm cụ thể như là trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và đặc biệt là cướp tài sản. Nghiên cứu cái phương thức thủ đoạn của cái loại tội phạm này thì chúng nổi lên cái phương thức thủ đoạn như sau, là đối với tội phạm trộm cắp tài sản thì đối tượng lợi dụng cái cửa tầng cao rồi cái cửa thông gió, cửa thoát hiểm ở tầng cao mở thì đối tượng đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản. Đối với các công trình xây dựng thì lợi dụng không có người trông coi thì đối tượng đột nhập vào để trộm cắp các cái vật liệu xây dựng và các cái máy công cụ để phục vụ thi công cái công trình. Thì đối với cái tội phạm cướp giật tài sản và tội phạm cướp thì đối tượng lợi dụng vắng vẻ, ít người qua lại để thực hiện cái hành vi, hoặc là đối tượng chủ động điều nạn nhân đến cái nơi vắng vẻ, ít người qua lại để thực hiện cái hành vi phạm tội của mình. Tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra vào cuối năm 2021 vừa qua, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ hết sức phức tạp, trong đó vấn nạn trộm cắp, cướp giật, tín dụng đen vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán sẽ gia tăng. Chúng ta biết là trong thời gian đấy, trước cái diễn biến mà chúng ta thực hiện quyết định 128, rồi diễn biến dịch bệnh phức tạp thế này, thì cái diễn biến tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố cũng sẽ hết sức phức tạp. Do nhu cầu kinh tế, rồi trả các khoản vay này, trang trải cuộc sống cá nhân của người dân, nhất là cả ảnh hưởng của Covid mà lượng thất nghiệp tăng cao và giảm thu nhập kéo dài, cho nên sẽ dẫn đến cái tình trạng trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, hoạt động tín dụng đen, vân vân sẽ diễn ra nhiều hơn. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng lưu ý người dân phải nêu cao cảnh giác với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán,
Bởi đây là thời điểm mà các loại tội phạm thường lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Trước cái dự báo tình hình trên thì Công an thành phố xin đề nghị người dân và hộ gia đình cũng như bà con cử tri một số vấn đề thế này. Cái thứ nhất là phải có trách nhiệm trong giữ bảo quản tài sản, không tạo sơ hở để cái dân trộm cắp như là ngủ không đóng cửa này, rồi không gia cố cổng cửa mà để hiện một số vụ việc đã đột nhập vào tài sản như thông tư vừa rồi. Nên lắp đặt camera giám sát, cò báo động và tổ chức bố trí người để mà trông giữ các cơ sở mà có tài sản và không mang theo nhiều tiền bạc tài sản mà khi đi ra đường. Và cũng không sử dụng điện thoại khi vừa lưu thông. Cái này thì vừa vi phạm luật lưu thông và vừa đã xảy ra tình trạng cướp giật như trong thời gian vừa rồi. Thực tế, trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm các loại tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản gia tăng hoạt động. Đối tượng xấu thường lợi dụng những nơi tập trung đông người như là chợ Tết, lễ hội để móc túi khách mua sắm, tìm cơ hội lấy trộm phương tiện, lấy đồ dùng cá nhân. Trong các khu dân cư, tội phạm trộm cắp lợi dụng đêm khuya hoặc là vào những thời điểm vắng người đột nhập vào nhà người dân, lấy trộm tài sản có giá trị, bắt trộm vật nuôi. Tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, những mô hình camera an ninh trong các khu dân cư đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Với hình thức xã hội hóa, nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư đã được lắp đặt hệ thống camera, bước đầu đã đưa lại hiệu quả khá rõ rệt. Không chỉ nâng cao ý thức của người dân, mà qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera sẽ giúp lực lượng công an phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Cái hệ thống camera này là nó xuất phát từ chỗ cái ý nguyện của lòng dân. Người ta họ muốn đảm bảo trong vấn đề an ninh chính trị và trật tự xã hội ở trong cái khu vực của tổ. Đạt những cái vị trí này cũng nhờ cái sự là thâm mưu của ban cảnh sát khu vực. Bởi vì cảnh sát khu vực người ta họ rất là tường tận. Từ cái hoang cùng ngõ hẻm ấy, thành ra là bắt cái vị trí nó cho nó hợp lý và quan sát cho được tất cả những cái trường hợp có những tình huống xảy ra. Và là khi mà mình bắt camera rồi, tức là cái vấn đề an ninh trật tự ở trong cái tổ là rất là ổn định, không có xảy ra những cái vụ mà trộm cắp lạc vẹt. Và là người dân người ta họ rất yên tâm. Nói chung là cái tình hình Tết này thì nó xảy ra rất nhiều cái vấn đề về là an ninh, nhưng mà riêng ở cái tổ 36 này, cái khu vực mình đang sinh sống ở đây á, thì mình cũng thấy an ninh rất là tốt. Vì mấy anh cảnh sát khu vực á thì anh thường xuyên xuống đây kiểm tra rồi nhắc nhở bà con mình là ý thức về cái vấn đề về an ninh. Để đảm bảo an toàn, ngoài các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an, người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống các loại tội phạm này. Tết Nguyên đán là cảnh sát khu vực là thường xuyên xuống khu vực nắm tình hình, phối hợp với tổ dân phố, ban ngành đoàn thể dưới dân cư là thường xuyên là kiểm tra, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân và nắm bắt về các hoạt động của các đối tượng, tuyên truyền vận động nhân dân là thường xuyên là nắm tình hình và báo cáo kịp thời cho cảnh sát khu vực để xử lý các tình huống sự việc xảy ra để giảm tội phạm tại khu dân cư. Theo khuyến cáo của cơ quan công an, để phòng ngừa loại tội phạm cướp giật tài sản, người dân khi tham gia giao thông không mang theo các tài sản có giá trị như là túi xách, điện thoại bên người. Nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn thì phải cảnh giác. Khi rút tiền từ các ngân hàng hoặc là các trụ sở ATM, nên có người đi cùng và chú ý quan sát, cảnh giác khi rời khỏi các địa điểm này vì đối tượng có thể luôn theo dõi để chờ cơ hội ra tay cướp giật. Đối với các khu vực thưa vắng, ít dân cư, người dân hạn chế đi sớm về khuya, nên đi theo nhóm, hạn chế đi một mình, nhất là ở những đoạn đường vắng, thiếu ánh sáng. Ngoài ra, người dân phải cẩn trọng trong việc cất giữ các tài sản có giá trị, và khuyến cáo nên lắp đặt hệ thống camera an ninh để quan sát theo dõi. Trong trường hợp bị kẻ xấu cướp giật tài sản thì nhanh chóng trình báo cơ quan công an để điều tra làm rõ. Một số cái khuyến cáo dành cho người dân thì đối với cái loại tội phạm trộm cắp tài sản thì người dân ngày trước khi đi ngủ hoặc là đi vắng thì nên đóng chốt các cái cửa ở tầng cao, cửa ở ban công, rồi cửa thông gió thoát hiểm để đề phòng trộm đột nhập từ cái lối này để vào nhà để trộm cắp tài sản. Thì đối với các công trình xây dựng thì khuyến cáo là người dân chủ động thuê hoặc là tự mình trông coi quản lý tài sản, nhất là vào ban đêm. Còn đối với loại tội phạm cướp giật, cướp tài sản
thì là hạn chế dừng nghỉ làm việc riêng tại các cái đoạn đường tối vắng, và đặc biệt là không giao dịch mua bán, trao đổi các loại tài sản quý ở cái nơi tối vắng, ít người qua lại, tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Tết Nguyên Đán đã cận kề, cùng với các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, biết tự bảo vệ mình, gia đình là góp phần gìn giữ an ninh trật tự cộng đồng để nhà nhà yên tâm vui xuân đón Tết. Thưa quý vị, đến đây cũng xin khép lại chuyên mục nội chính kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.